Những hình ảnh này đang gây xôn xao dư luận mạng xã hội những ngày qua. Nhìn sơ qua giống như một buổi tang ca tại một công ty, thế nhưng hỗn loạn hơn nhiều. Những hình ảnh này được một người dân ghi lại tại công ty trách nhiệm hữu hạn Empass International, khu công nghiệp Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương lúc chiều 10 tháng 7 năm 2021. Ngay sau khi nghe tin ở công ty xuất hiện ca dương tính COVID-19, đã có rất nhiều công nhân hoảng sợ và xô cửa của công ty bỏ chạy ra ngoài cổng công ty này. Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, trong ngày 10 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn huyện Bầu Bàng phát hiện hai vợ chồng ở nhà trọ qua hai lần xét nghiệm test nhanh và xét nghiệm PCR đều có kết quả dương tính với COVID-19. Sau đó, cơ quan chức năng huyện Bầu Bàng đã phong tỏa tạm thời toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Empass International để tiếp tục truy vết do con gái của vợ chồng dương tính COVID-19 đang làm việc tại đây. Qua test nhanh, cô con gái cũng dương tính COVID-19, nên cơ quan y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho toàn bộ công nhân với khoảng 5.000 người. Lúc này, nhiều công nhân lo sợ đã bỏ chạy, xô đổ cửa chính để ra ngoài. Vào sáng 11 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Bầu Bàng đã phối hợp với các cơ quan chức năng vận động công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Empass International quay trở lại công ty để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Đến khoảng 1 giờ sáng 11 tháng 7, cơ quan chức năng đã lấy được khoảng 600 mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 và vẫn đang tiếp tục lấy mẫu. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.